Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái combo phụ tùng làm xe rùa điện. Làm xe rùa điện các bạn nhé. Nó bao gồm một bộ động cơ hộp số và một cái bánh xe điều khiển tay ga. Thì ở đây xin nói qua về cái phần động hộp số, phần chính của nó chính là cái hộp số này. Đây, hộp số này nó giảm tốc đi rất là nhiều lần nhé. Đây, cái bên này sẽ bắt vào một chân của xe rùa này. Và bên gối đỡ này sẽ bắt một chân bên xe rùa còn lại này. Cái này là xe rùa một bánh nhé. Đấy, đây có cả tay thắng này, tay phanh bóp này. Đây là dây thắng của nó này. Còn đây là tay thắng này. Bộ này thì sử dụng 500W thôi nhưng mà tốc độ của nó rất là chậm. Tốc độ max của nó chỉ ngang với lại tốc độ đi bộ thôi, nó khoảng 60 vòng trên phút, tức là nó tương đương với khoảng 5 km/h. Đối với một người đi bộ nhanh thì mới được tốc độ đó, còn những người đi bộ tốc độ thường thì chỉ 3 km/h thôi. Đấy. Thì với 5 km/h này là phù hợp rồi, max ga. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn cái tay ga này. Cái tay ga này nó không sử dụng lắm vặn như thông thường. Đấy, tại sao nó không sử dụng tay lắm vặn? Bởi vì khi các bạn cầm hai cái tay của xe rùa thì lực rất là lớn để giữ thăng bằng cái xe. Vì vậy nó rất là dễ dẫn đến cái tình trạng là mình vặn ga nó sẽ nhao đi. Thì nó sử dụng cái này. Cái nút nhấn như này. Đấy. Nút nhấn này thì nó sẽ làm cho các bạn tay vẫn giữ chặt được cái tay lắm của xe rùa mà ga vẫn điều chỉnh bằng ngón cái được. Ví dụ như các bạn thao tác tay phải thì nó như này. Như này. Và các bạn bóp như này. Đấy. Thì đây nó vừa có cái ổ khóa này để bật nguồn này. Vừa có báo điện áp này. Đấy, bên mình sẽ đấu sẵn hết cho các bạn nhé. Cái này nó báo điện áp. Cái này là 48V, bộ mạch điều khiển. Và cái bánh xe. Bánh xe này thì khách hàng có thể lựa chọn bánh nhẵn như bánh xe rùa. Bánh 300-10, 350-10. Đấy, tùy bánh xe này khách hàng có thể đổi sang giá tiền là như nhau nhé. Có thể dùng lốp xe rùa có sẵn cũng được. Hoặc là dùng lốp gai, nếu như địa hình trơn trượt thì có thể dùng lốp gai. Còn lốp nhẵn cũng không vấn đề gì cả, giá bên em để ra các bạn là bằng nhau nhé. Đấy, trọn bộ sẽ gồm bằng này món, hộp số, điều khiển, bánh xe, tay phanh, dây phanh và tay ga. Còn bộ sạc ắc quy thì các bạn phải mua thêm. Cái này thì sử dụng bộ bình nhỏ thôi. Nó thứ nhất là nó nhẹ, thứ hai là nó ăn rất là nhẹ điện, 500W. Động cơ 48V 500W mà đi qua hộp số. Thì nó rất là nhẹ, ăn rất là nhẹ điện, các bạn có thể đi cả ngày không hết điện được. Đấy, các bạn lưu ý cho mình như thế. Thì một bộ bình 4 cái loại nhẹ ấy, thì nó chỉ tầm 3,5 cân là 14 kg. Đấy, bình ắc quy chỉ nặng khoảng 14 kg thôi. Cái này phù hợp với các bạn làm những cái xe rùa to hoặc là những cái xe chở hàng trong xưởng là rất phù hợp nhé. Đấy, thì mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ thêm 0983 818 955. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.